Vâng, thế thì xin chào toàn thể cô chú anh chị nha. Rất vui khi gặp lại toàn thể cô chú anh chị. Hôm nay đây Thiên Định đang muốn, tại vì Thiên Định đang đi trên đường và cái quãng đường nó khá là xa, và mục đích của Thiên Định là đang muốn chia sẻ cũng như trao đổi với cô chú anh chị chúng ta một số cái thông tin, chia sẻ những cái kiểu như là những cái câu hỏi về xoay quanh về bất động sản cũng như là những cái sản phẩm tại Vinhome Ocean Park nói riêng, cũng như là những cái sản phẩm của Vinhome nói chung. Thì Thiên Định đang muốn nói về cái chủ đề là giá bất động sản của Vinhome nói chung và giá của Vinhome Ocean Park nói riêng, nó có cao hay không, nó có đắt hay không, đúng không ạ? Thiên Định chia sẻ với cô chú chị chúng ta để Thiên Định phân tích để cô chú chị chúng ta thấy rằng là cái giá của bất động sản Vinhome có đắt hay không nhá. Thiên Định vẫn khẳng định một điều là giá nó đắt cô chú chị ạ, giá Vinhome rất là đắt, giá Vinhome nó rất là cao. Nhưng mà tại sao mà giá cao nhưng cái lượng khách hàng, cái lượng quan tâm, lượng mua bán nó lại cực kỳ là cực kỳ nhiều và cái tính thanh khoản nó cực kỳ tốt. Tại vì sao là cái dòng sản phẩm của Vinhome là cái dòng sản phẩm thương hiệu của chị ạ? Và khi mà một cái sản phẩm đưa ra mở bán ấy, Thiên Định phải khẳng định và Thiên Định phải chia sẻ với chị chúng ta là chủ đầu tư luôn đưa ra một cái mốc giá. Mốc giá nó phải đưa ra cái mốc giá mà xoay quanh cái giá trị của nó phải đến 2 đến 3 đến 4 năm sau. Đấy, nó phải chạm được cái mức gọi là cái mức mà hầu như mọi người mong muốn. Ví dụ như là bình thường là cái dự án này Vin ra nhưng mà sau đến 3 năm sau. Đấy, sau 3 năm sau thì thực ra là cái sản phẩm đấy nó mới thực sự là nó có cái giá trị thực sự như vậy. Còn nếu như đến thời điểm ban đầu thì là nó so với cái giá thị trường thì nó đắt hơn thị trường rất là nhiều. Đúng không ạ? Nhưng mà so sau 3 năm sau ấy hoặc là 4 năm sau ấy thì cái giá trị của nó chắc chắn sẽ bằng giá thị trường hoặc là cao hơn rất là nhiều so với giá thị trường. Đấy. Cho nên là chủ đầu tư luôn luôn đưa ra một cái mức giá là cao hơn đến 3-4 năm sau nha quý chị nhá. Vì sao là Vinhome bán ấy, bán đi kèm là bán những cái tiện ích đẳng cấp. Đấy, thì những cái tiện ích đấy, ví dụ như những cái dự án lớn như một cái đại đô thị như Vinhome Ocean Park hay Vinhome Smart City, đúng không ạ? Hay là Vinhome trong quận 9, Vinhome những cái dự án lớn này thì chạy quanh những cái dự án đấy thì những cái tiện ích nó lên, nếu như muốn đồng bộ lên được nó ít ra phải từ 3 đến 5 năm mới hết được mới lên được và hiện hình và chúng ta mới đi vào sử dụng những cái tiện ích đấy được, thì cái lúc đấy thì giá trị của nó thực sự mới là giá trị của nó. Còn cái thời điểm ban đầu thì mọi người chưa nhìn thấy thì lúc đấy là cái giá của nó thì ai cũng thấy là rất là cao. Nhưng mà thực ra cô chú anh chị thấy không ạ? Cái dự án Thiên Định chưa nói đến phút tầng, Thiên Định mới nói đến chung cư thôi. Ở trong Vinhome quận 9 hay là trong một số các cái dự án trong Sài Gòn ấy thì là cái lượng chung cư trong đấy tiêu thụ rất là nhanh. Và đặc biệt là cô chú anh chị chúng ta biết rồi, có những cái căn chung cư trong đấy, trong Vinhome Ba Son rồi một số các cái dự án như cao tầng thôi. Đấy, trong Vinhome là cái giá của nó bây giờ có những cái căn chung cư đã tăng gấp rưỡi, tăng gấp đôi rồi cô chú chị ạ. Và có những cái căn biệt thự như Vinhome Ba Son giá của nó lên đến cả 300-400 tỷ là chuyện rất bình thường. Và giá gốc ban đầu nó chỉ rơi tầm khoảng 100 tỷ hay 120-120 tỷ hoặc là 150 tỷ thôi, nhưng mà bên đến thời điểm này nó phải tăng gấp đôi luôn. Đấy, cái giá trị nó tăng. Và Thiên Định phải chia sẻ với cô chú chị chúng ta một điều là cái dòng sản phẩm của Vinhome được người nước ngoài, đặc biệt là người Hàn Quốc đấy, những cái người bên Hàn Quốc hay Nhật Bản họ sang họ cực kỳ ưa chuộng luôn. Tại vì sao là cái dòng sản phẩm của Vinhome nó đạt được tới đến những cái kiểu như là về tiện ích này, về những cái dịch vụ đi kèm nó rất là tốt, và những người nước ngoài, những người sang bên này họ thuê hay họ mua thì họ thấy những cái tiện ích đấy nó đáp ứng được cho họ những cái nhu cầu cuộc sống đấy. Và ở nó cũng rất là thuận tiện cho cái công việc cũng như là nghỉ dưỡng hay là sinh sống của họ, thì là họ rất là chuộng. Đấy, những người ví dụ như là cô chú anh chị chúng ta có thể biết được là những cái dự án
nó không phải là lớn như Vinhome Motion Park. Nhưng mà ví dụ như một số các dự án mà bên nội thành như là cái chung cư Vinhome West Point này, rồi Vinhome Metropolis này, đúng không ạ? Rồi Time City này, Roy City này, là những cái dự án mà hầu như là cái lượng người nước ngoài họ mua rất là nhiều luôn. Vậy liệu tại vì người nước ngoài họ đã trải qua rồi, và đôi khi những người đấy họ còn mua đầu tư chứ không phải mua để ở luôn, đúng chị ạ? Những người họ, bây giờ đến cái thời điểm này rất nhiều người nước ngoài đã sang Vinhome tìm kiếm những cái sản phẩm của Vinhome để họ mua đầu tư, đặc biệt là trong Sài Gòn, đúng chị nhá. Chứ còn Hà Nội mình là vẫn cái giá của nó vẫn đang rất là rẻ. Trong Sài Gòn của chúng chị, chúng ta mới biết được là trong Sài Gòn cái giá trị bất động sản của Vinhome nó còn cao hơn bên Hà Nội cực kỳ nhiều luôn. Mà trong tiện ích trong Sài Gòn ấy, trên định phải chia sẻ là tiện ích trong Sài Gòn nó không thể bằng ngoài Hà Nội được. Đấy, tiện ích rất nhiều. Nếu của chúng chị chúng ta đã biết, nếu của chúng chị chúng ta đã tìm hiểu và của chúng chị chúng ta đã vào bên trong đấy thì chúng ta đã biết là cái sản phẩm bất động sản trong Sài Gòn tiện ích nó không bằng ở ngoài Hà Nội. Nhưng mà cái giá trị, đấy, cái giá của nó hiện tại so sánh thì giá ở ngoài Hà Nội đang cao hơn, đang thấp hơn so với trong Sài Gòn rất là nhiều, đúng không ạ? Và cái khoảng cách nữa cơ, thế này cũng chia sẻ, ví dụ khoảng cách từ quận 9 mà vào quận 1, vào những cái quận trong trung tâm thành phố nội thành ấy thì nó rất là xa đấy, nhưng mà tính ra từ Vinhome Ocean Park từ Gia Lâm mà sang bên nội thành nó cực kỳ gần luôn, nó đang so sánh về cái khoảng cách nó cũng rất là gần và rất là thuận tiện. Và thực ra là Thiên Định phải chia sẻ luôn như này, chủ đầu tư luôn luôn nhìn theo cái phương, nhìn theo một cái tầm nhìn xa, không bao giờ nhìn ngắn, tại vì hầu như là bên chủ đầu tư họ có một cái đội ngũ làm giá cũng như phân tích giá cả thị trường, kể cả trong nước lẫn nước ngoài, họ đưa ra những cái phân tích để mà thấy cái tính khách quan, đưa ra một cái mức giá hợp lý và nó kéo dài trong vòng ít nhất là 3 đến 5 năm, nó vẫn là trong khoảng cách cho phép, những cái giá trị cho phép. Họ không thể đưa ra một cái sản phẩm mà rất nhiều tiện ích nhưng mà cái giá trị của nó cùng với những cái giá trị tiện ích đấy, người ta không phải đưa một cái mức giá quá rẻ để của chúng chị chúng ta mà sau đấy để giá trị của nó tăng lên, thì đúng là như thế là thiệt hại về chủ đầu tư. Đây là chủ đầu tư, ai chủ đầu tư nào cũng thế, họ xây lên dự án, họ xây lên những cái tiện ích, họ luôn luôn mong muốn là thu lời về cho mình những cái gọi là cái lợi nhuận cao nhất, đúng không ạ? Nhưng mà Vinhome gọi là những cái giá trị của Vinhome nó đi kèm với những tiện ích thì chúng ta không thể gọi là phủ nhận được là những cái giá trị, những cái tiện ích của nó cực kỳ đẳng cấp luôn, đúng không cô chú chị? Và hiện tại Thiên Định chia sẻ nhá, trong Sài Gòn ấy, những người gọi là những người làm trong nội thành ấy, họ có xu hướng đi ra thành phố nhiều hơn so với ở Hà Nội. Ở Hà Nội hiện tại thì bây giờ đến thời điểm này Thiên Định mới đang thấy là cái xu hướng mà những người ở trong nội thành, những trong phố cổ này, ở trong những cái phố kinh doanh sầm uất ở trong các cái quận như quận Hoàn Kiếm này, quận Ba Đình này, hoặc quận Hai Bà Trưng này, thì bây giờ đang với cái xu hướng chuyển ra ngoài nội ngoại thành rất là nhiều. Đấy, thì khi mà mọi người, tại vì sao? Cô chú anh chị chúng ta hãy nhìn nhận thực tế đi. Bây giờ Thiên Định cùng cảm nhận cho mình thôi. Hôm nào mà Thiên Định đi sang bên phố và Thiên Định đi tiếp khách là hầu như những cái con đường là hầu như chật cứng luôn. Nếu như đi bình thường những cái giờ gọi là không phải giờ cao điểm thì nó còn đỡ, còn nếu như đi những cái giờ cao điểm như buổi sáng mà tầm khoảng 6-7 giờ hay buổi chiều tầm khoảng 5-6 giờ là hầu như là những cái con đường hầu như đa số là tắc đường, đúng không ạ? Và nó cực kỳ ức chế luôn. Đấy, thứ hai nữa là trong nội thành thì cái lượng không khí ô nhiễm nó rất là cao, đặc biệt là giống như những cái vụ gọi là cái vụ như là giống như là ô nhiễm về nước này, ô nhiễm về môi trường này, đúng không ạ? Rất nhiều các cái yếu tố mà là kiểu như làm cho cái môi trường sống của chúng ta nó trở nên ngột ngạt, nó trở nên không an toàn nữa. Thì lúc đấy là cái xu hướng mà kéo ra những cái dự án ngoài ngoại thành. Đấy, mà hiện tại của chú anh chị chúng ta biết rồi, Vinhome Ocean Park thì tương lai nó sẽ không phải là ngoại thành nữa. Cô chú anh chị ạ, tại vì khi mà quận kiểu như là khi mà cái huyện gọi là huyện Gia Lâm nó sẽ lên quận là quận nó sẽ trở thành quận Hỷ Lan đấy. Đấy, thì khi đấy là hầu như là mọi người trên định phải chia sẻ luôn. Và những cái tuyến đường huyết mạch mà kết nối giao thông từ trong nội thành đi ra ngoài mà ok được ấy, mà đã hoàn thành ấy, thì lúc đấy là cái khoảng cách đi ra nó rất là gần luôn. Và cái lúc đấy thì giá trị của những cái căn, những cái dự án nó sẽ tăng lên rất là mạnh. Chính vì vậy mà tại sao mà giá hiện tại, nếu để so sánh giá, mọi người cứ bảo là giá ở Vinhome Ocean Park là nó đắt, nhưng mà thực ra là nó đang cực kỳ rẻ luôn. So sánh cô chú
cô chú anh chị chúng ta chưa biết trong Sài Gòn, nếu cô chú anh chị chúng ta mà có cái xu hướng đầu tư mà sâu, chuyên sâu một xíu ấy, cô chú anh chị chúng ta hãy nghiên cứu cả ở trong những cái sản phẩm ở trong Sài Gòn hay tất cả những cái sản phẩm Covin đi, thì thấy là ở ngoài Hà Nội giá còn tăng cực kỳ hợp lý luôn. Đấy, đấy, cái xu hướng chúng ta từ ngoại thành, chúng ta từ nội thành chúng ta ra ngoại thành bây giờ mới đang là bắt đầu. Và tại vì sao? Từ nội thành mà muốn ra được ngoại thành thì chúng ta phải có những cái tuyến, gọi là cái tuyến đường, để làm sao nó thuận tiện về giao thông, đúng không ạ? Nhưng mà đợt vừa rồi thì cô chú anh chị chúng ta biết rồi, bên thành phố thì đưa ra rất nhiều các cái gọi là công trình cầu, đúng không ạ? Cầu Trần Hưng Đạo này, rồi cầu Đuống 2 này, cầu Vĩnh Tuy 2 này, đúng không ạ? Cầu gì nữa nhỉ? Nó có 4 cái cầu, thì cầu Tứ Liên này. Đấy, thì cô chú anh chị chúng ta biết rồi, những cái tuyến, những cây cầu đấy mục đích là sao? Mục đích là để cho mọi người từ trong nội thành chúng ta có được những cái không gian, có được những cái cảnh quan mà chúng ta gọi là thành phố đang muốn phát triển về phía đông của thành phố, là sang bên quận Long Biên này, sang bên Gia Lâm này, sang bên Đông Anh. Đấy, thì sau đấy ấy, khi mà những cái cầu đấy, những cái kết nối giao thông nó được hình thành ấy, thì lúc đấy là giá trị của những cái khu đất, thì chưa nói đến dự án mà những cái khu đất thôi, bất động sản ở những cái khu vực ở bên phía ngoại thành, ở bên qua sông Hồng rồi, thì lúc đấy giá trị nó là khác hoàn toàn rồi, cô chú anh chị ạ. Cho nên cái thời điểm này là những cái thời điểm mà người ta biết được cái dự án đấy rồi, cô chú anh chị chúng ta cũng đã biết rồi, thông qua báo đài, thông qua những người tư vấn, cô chú anh chị chúng ta cũng đã biết là những dự án, những cái cây cầu đấy nó chắc chắn nó sẽ có và sẽ triển khai. Nhưng mà khi nào triển khai và khi nào hoàn thành, thì từ cái thời điểm triển khai đến cái thời điểm hoàn thành thì giá bất động sản nó sẽ tăng. Còn thời điểm bây giờ nó vẫn đang chưa phải là tăng, nó cũng tăng rồi. Khi đã có thông tin có những cái cây cầu đấy là giá bất động sản ở ngoại thành như Long Biên, Đông Anh hay Gia Lâm nó cũng sẽ tăng rồi. Đặc biệt là Long Biên, tại vì cái những cái tuyến cây cầu đấy là nó bắc trực tiếp qua Long Biên, đúng không ạ? Thì giá cũng đã tăng rồi. Nhưng mà nói đến thời điểm này thì nó ảnh hưởng đến dịch Covid thì vẫn chưa phải tăng là mạnh. Cho nên là thời gian mà khi mà những cái cầu đó được triển khai thực sự luôn, thì lúc đấy là giá trị của những cái bất động sản khu vực bên phía đông, đặc biệt là dự án Vinhomes Ocean Park, nó sẽ tăng lên cực kỳ. Và cái tuyến đường mà cái tuyến đường cận kết nối giao thông mà từ Rai City chạy lên đến Tham City, chạy qua cầu Vĩnh Tuy 2 và chạy thẳng sang đường Cổ Linh và sang dự án Vinhomes Ocean Park, lúc đấy mà được triển khai thì cái giá trị của nó sẽ khác hẳn hoàn toàn luôn, các anh chị ạ. Thì Thiên Định đang muốn nói tới và chia sẻ với anh chị chúng ta là giá bất động sản tại khu vực Gia Lâm, Long Biên và đặc biệt là dự án Vinhomes Ocean Park nó có cao hay không. Thì theo những cái phân tích của Thiên Định thì cô chú anh chị chúng ta hãy xem và đây là cái góp ý cũng như là cái ý kiến ở Thiên Định, để cô chú anh chị chúng ta có cái nhìn tổng quan hơn về dự án cũng như là tổng quan hơn về bất động sản phía đông, để cô chú anh chị chúng ta có thể là trong tương lai gì đấy, cô chú anh chị chúng ta có những cái xu hướng đầu tư nó được tốt hơn. Đấy, và giá bất động sản thì thực ra là đỉnh chưa phải là đỉnh, cô chú anh chị nhá, đỉnh bất động sản chưa phải là đỉnh. Đấy, bây giờ nó đang ảnh hưởng với dịch Covid thì nó được chừng lại, nhưng chừng lại cô chú anh chị chúng ta có thể biết được là cái giá bất động sản đối với cổ Vin nó có giảm đâu. Đối với Vinhome Riverside hay Harmony đợt vừa rồi nó còn tăng lên rất là nhiều luôn. Ocean Park thì nó có chừng lại, cũng như là một số các căn thì bán trong dự án ấy, thì cả khu, cả một dự án như thế, ví dụ một khu nó chỉ có 1-2 căn là bán rẻ đi, tại vì chủ nhà họ có cái vướng mắc về tài chính thôi. Đấy, còn thực ra là về cái giá trị mà về cái tính gọi là giống như là tổng quan về dự án thì giá không phải là giảm như vậy. Giá đang, và thời điểm vừa rồi đây, cách đây chỉ tầm 1 tuần đến 1 tháng vừa rồi, là giá bất động sản, đặc biệt là dự án Vinhome Ocean Park đã nhích lên rồi. Đấy, và Thiên Định cũng chia sẻ luôn là thời điểm tới chắc chắn khả năng là dịch Covid sẽ trở lại. Khả năng cao là dịch Covid bây giờ đến cuối năm, rơi tầm khoảng cuối năm là dịch Covid sẽ trở lại. Tại vì sao? Là thứ nhất là Việt Nam mình chưa có vaccine. Đấy, thứ hai là những cái nước châu Âu, những cái nước trên thế giới bây giờ vẫn là đang đỉnh dịch, đúng không ạ? Cho nên là dịch quay trở lại lúc nào chúng ta không thể biết được. Đấy, nhưng mà cái dịch Covid ấy, nó ảnh hưởng đến nền kinh tế rất là nhiều. Đấy, ảnh hưởng đến bất động sản rất là nhiều. Nhưng mà đặc biệt đối với những cái dòng sản phẩm, đặc biệt là những cái dòng sản phẩm cao cấp của Vinhome ấy, thì nó ảnh hưởng không phải là nhiều, ảnh hưởng rất là ít luôn cô chú anh chị ạ. Cho nên là mà cô chú anh chị chúng ta cũng phải biết là
cái lãi suất ngân hàng bây giờ đang rất là thấp, đúng không ạ? Lãi suất ngân hàng rất là thấp, giá vàng bây giờ cũng là không ổn định rồi, đúng không ạ? Thì cái phương án mà lựa chọn bất động sản thì cô chú anh chị chúng ta lựa chọn bất động sản là cái một cái lựa chọn cực kỳ tốt trong thời điểm này. Nhưng mà trong cái những cái sản phẩm bất động sản có rất nhiều các bất động sản, trong những cái bất động sản đấy thì bất động sản Covin là cái bất động sản mà cô chú anh chị chúng ta thì định phải khẳng định là nó là an toàn nhất trong thời điểm bệnh dịch, đúng không? Trong thời điểm mà nền kinh tế nó đang bị ảnh hưởng bởi dịch Covid thì là cái bất động sản Covin Home. Thứ nhất là Thiên Định chưa nói đến sự đột phá, nhưng Thiên Định phải khẳng định một cô chú anh chị chúng ta một điều là rất an toàn và rất là bền vững đấy. Cho nên là ở đây là Thiên Định phân tích thì có những cái ý kiến gì mà cô chú anh chị chúng ta thấy Thiên Định nói chưa được đúng, hay là đây là cái quan điểm cá nhân của Thiên Định, thì rất mong cô chú anh chị chúng ta có những cái phản hồi. Nếu như mà thấy chưa đúng hay là có những cái đóng góp gì thêm thì cô chú anh chị chúng ta hãy comment phía dưới video nhé. Thì từ đấy thì Thiên Định cũng sẽ đúc rút được những cái kinh nghiệm cho mình, cùng từ đó là sẽ tư vấn được rất nhiều của quý anh chị chúng ta để làm sao để quý anh chị chúng ta lựa chọn đầu tư, đưa ra những cái phương án đầu tư nó hợp lý nhất, đúng không ạ? Vâng, Thiên Định xin cảm ơn toàn thể quý anh chị chúng ta đã theo dõi video của Thiên Định. Thiên Định xin chúc quý anh chị chúng ta có một ngày làm việc sức khỏe, hạnh phúc và luôn luôn tràn ngập niềm vui. Xin chào và hẹn gặp lại toàn thể quý anh chị chúng ta ở những video tiếp theo nha. Thiên Định xin chào.